tọa lạc tại tọa độ Tứ Giác Vàng, nơi trung tâm quận 1, nơi hội tụ và kết nối giữa Sài Gòn hoa lệ. Khi đẳng cấp được nâng lên một tầm cao mới, The Grand Manhattan, một siêu phẩm bất động sản không dành cho số đông. Khi cơ hội sở hữu hiếm phẩm hiện thực hóa đẳng cấp của giới thượng lưu tại thành phố năng động bậc nhất, nơi thỏa mãn vị thế xứng tầm cho những chủ nhân danh giá. The Grand Manhattan, viên kim cương xanh giữa lòng quận 1, viên kim cương xanh tỏa sáng giữa Sài Gòn phồn hoa. Nối tiếp chuỗi thành công từ những đô thị quy mô bậc nhất như Aqua City, Victoria Village, The Park Avenue, The Grand Sentosa, Nova World Phan Thiết và Nova World Hồ Tràm, The Grand Manhattan chính là nấc thang chiến lược giúp nâng tầm vị thế của tập đoàn Novaland, một dự án mang tầm vóc quốc tế, nâng tầm trải nghiệm sống đẳng cấp thượng lưu có 102 giữa Sài Gòn. The Grand Manhattan không chỉ đem đến một không gian sống lý tưởng cho giới tinh hoa, mà còn là một tuyệt phẩm đáng tự hào khiến quốc tế ngưỡng mộ. Khẳng định vị thế qua hàng loạt siêu dự án bất động sản triệu đô, tập đoàn Novaland từng bước phát triển vững chãi, góp phần nâng tầm vị thế bất động sản Việt Nam. Đến với The Grand Manhattan, viên kim cương xanh, nơi trái tim quận 1, Novaland chắc chắn sẽ mang đến cho giới tinh hoa một lối sống chuẩn thượng lưu mới.